Xin chào những khán giả của Tết Trần TV. Chúng ta cùng đến với buổi tập của đội tuyển Việt Nam vào ngày 17 tháng 12 năm 2020. Tức là chỉ còn khoảng tầm 6 ngày nữa là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam trên sân vận động Cẩm Phả diễn ra. Ngày hôm nay mình nhận được rất nhiều những thông tin liên quan đến việc tác nghiệp trong cái trận đấu đó, trận đấu trên sân Cẩm Phả. Mình nghĩ rằng đó là một trận đấu mà sẽ chật kín những khán giả trên đất mỏ. Thông tin được tác nghiệp ở đó là một thông tin vô cùng quan trọng, bởi vì mình cũng đã đăng ký cái tấm thẻ tác nghiệp, và đặc biệt là cũng đã biết mình sẽ phải di chuyển như thế nào, đứng ở đâu để có thể gửi đến các bạn những hình ảnh tốt nhất. Đó là câu chuyện của 6 ngày tới. Bây giờ chúng ta cùng đến với buổi tập của đội tuyển U22 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam xin được các bạn. Cũng liên quan đến đội tuyển U22 Việt Nam thì ngày mai, ngày 17 tháng 12 thì đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có buổi tập tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào khoảng 3:30 chiều. Mình sẽ đang băn khoăn không biết phân thân kiểu gì đây. Chắc chắn là mình sẽ có những anh em ekip tác nghiệp trong cái buổi tập của U22 Việt Nam và sẽ gửi các bạn đầy đủ những ảnh của các cầu thủ U22 cũng như các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Đấy, thì rất mong mọi người hãy ủng hộ bằng cách bấm nút like đi. Bấm nút like để lại dòng comment xem là các bạn thích mình quay đội tuyển hay mình quay U22 Việt Nam. Vì rõ ràng là U22 thì cũng rất là nhiều gương mặt triển vọng, và đặc biệt là cũng là một trong những thành phần tương lai của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là tại SEA Games 31 sắp tới là SEA Games sân nhà, và những cái thành phần liên quan đến đội tuyển U22 chắc chắn sẽ là những cầu thủ tham dự SEA Games, và chắc chắn mọi người sẽ cần phải ủng hộ rất là nhiều các đàn em của đội tuyển, làm sao mà để các cầu thủ trẻ có cơ hội tỏa sáng tại cái giải đấu sân nhà, đặc biệt là trên một cái cương vị là đương kim vô địch SEA Games. Rồi, chúng ta cùng quay lại buổi tập thôi. Ngày hôm nay thì vẫn giống như ngày hôm qua, thời tiết khá lạnh, và các bác sĩ cũng như trợ lý hôm nay mình có kiểm tra cái áo phao của các bác sĩ đang mặc đây. Thì cái lớp áo này thì thực tế nó không dày được như các cái áo mà các bạn mua hàng made in Việt Nam đâu. Hàng made in Việt Nam áo phao dày của mình hay dùng ấy, là những cái áo phao mà có một cái lớp rất là dày, rất là gọi là cuộn cả lên, nhưng mà cái áo này thực tế nó chỉ có một lớp bông mỏng ở bên trong cái làn áo thôi, và còn lại chủ yếu là để chắn gió, lớp chắn gió bên ngoài. Đây cũng chính là cái áo mà hôm nay mình hỏi thì sẽ là cái áo đã là cái áo mà mặc trong cái đợt Thường Châu 2018. Trước mình có dự đoán thì cũng có một số bạn bảo là chưa chắc đã phải áo mặc Thường Châu, nhưng mà hôm nay mình chắc chắn rồi, bởi vì chính người trong ban huấn luyện là khẳng định với mình là đây chính là chiếc áo mà mặc trong Thường Châu. Chiếc áo sẽ giúp cho các cầu thủ giữ ấm rất là tốt, và với việc vận động thì ở trên việc thi đấu bóng đá thì cái áo đấy là đủ. Nếu các bạn để ý thì sẽ có những cầu thủ mà không mặc chiếc áo phao đó mà sẽ mặc một chiếc áo, thậm chí là những người mới ban luyện sẽ mặc một chiếc áo mỏng hơn, giống như áo mà các bạn đang thấy Hùng Dũng hay là Quế Hồng Hải hay là Văn Quyết đang mặc. Đó là những chiếc áo mỏng hơn, nó có cái nhiệm vụ cản gió thôi chứ không phải là cái nhiệm vụ là giữ ấm. Đấy. Thì nó là khác nhau một chút, bởi vì với những người mà cảm thấy trời lạnh hơn thì đương nhiên là người ta sẽ mặc cái áo lạnh hơn, còn những người mà cảm thấy thời tiết nó cũng bình thường thì người ta sẽ mặc một chiếc áo mỏng hơn để làm sao vận động cho nó không bị gò bó. Anh em đá bóng các bạn có thể biết được là rất nhiều những người ra đá bóng mà trời lạnh lúc đầu mặc thì mặc hết cả áo phao vào. Tuy nhiên là khi mà đá một lúc thì nó thực sự ấm người lên, toát mồ hôi ra thì những chiếc áo phao sẽ được cởi bỏ. Đấy. Hôm nay thì đội không tập ở sân Myanmar, đội tập ở sân số 1. Đây là sân đã được bảo dưỡng trong khoảng thời gian một ngày, thường thường là như thế, và không cho đội bóng nào tập. Và đội bóng đội tuyển Việt Nam thì sẽ tập luân phiên sân 1 và sân Myanmar. Không biết là đến khi mà đội tuyển U22 tập trung thì cái việc sắp xếp này nó sẽ như thế nào. Thực tế thì đội bóng Việt Nam rất nhiều sân tập. Tuy nhiên là để thực sự đảm bảo được chất lượng thì mình nghĩ có sân 1 và sân Myanmar là sân đảm bảo chất lượng nhất. Thì chúng ta cũng chờ đợi xem cách sắp xếp, nhưng mà mình nghĩ rằng điều đó không quá quan trọng bằng cái việc là các cầu thủ tập trung và sẵn sàng chuẩn bị cho cái trận đấu. Nó vừa là kiểm tra chiến thuật cũng là một trận đấu vô cùng ý nghĩa với rất nhiều người dân miền Trung. Tất cả số tiền mà thu được từ việc bán vé sau khi đã thanh toán cho ban tổ chức thì em thấy bảo là phơi ngoài dành để bảo là phơi ngoài miền Trung, không là điều vô cùng ý nghĩa, và chúng ta cùng chờ đợi. Sau khi họp xong thì
các cầu thủ như thường lệ bước vào buổi tập, chúng ta cùng quan sát xem có điều gì đặc biệt ở đây. Rồi, như thường lệ thì chỉ có lẽ là các cầu thủ sẽ làm vài vòng sân. Đấy, chạy bộ đúng không ạ? Chạy bộ. Ồ, có điều bất thường rồi các bạn. Như vậy là Tuấn Anh góp mặt trong thành phần di chuyển cùng Quang Hải đi tập riêng. Có lẽ Tuấn Anh đã dính một chấn thương rồi các bạn. Tuấn Anh đã không đi giày thi đấu mà Tuấn Anh đang mang một đôi giày thể thao và có dấu hiệu đi tập phục hồi, cũng như là không thể tham gia giao án cùng các cầu thủ. Và có lẽ Tuấn Anh đã dính một chấn thương nào đó. Chúng ta cùng chờ đợi xem những hình ảnh tiếp theo. Bác sĩ Choi đang yêu cầu có lẽ là Quang Hải đi lấy một quả bóng và sang phần sân của sân Myanmar để tập luyện. Rồi, chân của Tuấn Anh đang không đi đôi giày thi đấu mà đang đi một đôi giày di chuyển. Có lẽ là phải một vấn đề nào đó rồi. Nói thật với các bạn, nhìn những hình ảnh này rất lo lắng. Thật sự mình cũng rất thích Tuấn Anh, rất hâm mộ Tuấn Anh. Mong rằng cái vấn đề liên quan đến chấn thương của Tuấn Anh không quá nghiêm trọng. Rồi, Tuấn Anh đã thay giày và sẵn sàng tập phục hồi cùng chuyên gia Choi. Rất lo lắng. Trong quá khứ thì Tuấn Anh đã mắc rất nhiều những chấn thương liên quan đến đầu gối. Và thực tế thì trước mỗi trận đấu của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì mình có quan sát rất được nhiều lần là Tuấn Anh thường thường hay phải nhờ bác sĩ Đồng Xuân Lâm phải gọi là vừa động khớp gối từ tập luyện cho đến thi đấu để làm sao mà cái dịch trong đầu gối, cái dầu gọi như là cái bôi trơn cái khu vực cử động đầu gối, nó tiết ra nhiều những cái việc bôi trơn, gọi là cái, nó không biết dùng từ gì, nó có thể là dùng từ dầu đi, dầu trong ngoặc kép vậy, để làm sao mà cái gối nó thực sự trơn tru, không bị chấn thương. Và mình hy vọng rằng bây giờ có vấn đề gì cũng không phải liên quan đến gối, vì cả hai gối của Tuấn Anh đều đã mổ quá nhiều lần rồi. Và các bạn thấy Tuấn Anh đang tấn bóng rất mềm mại, rất uyển chuyển. Thật sự các bạn, Tuấn Anh là một cái cầu thủ mà mình nghĩ rằng có khả năng kỹ thuật thuộc dạng bậc nhất của đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại các bạn ạ. Mình đã từng theo dõi Tuấn Anh chuyền bóng với Quang Hải trên không, bạn nhìn sướng mắt vô cùng. Và bây giờ thì cả hai cầu thủ này đang gặp những vấn đề khác nhau. Cụ thể về thông tin liên quan đến chấn thương của Tuấn Anh chắc chắn là mình sẽ cập nhật. Rồi, Quang Hải đang sử dụng những skin khác nhau và chờ đợi chuyên gia Cho Yu Yang đưa ra những cái bài tập. Lần gần nhất Tuấn Anh gặp chấn thương đó là lần Tuấn Anh bị chấn thương dây chằng và phải sang Hàn Quốc mổ. Sau đó Tuấn Anh có trở về trên một mái tóc màu bạch kim. Và khi trở về đến nơi thì Tuấn Anh cũng đã cạo chọc. Và có rất nhiều bài báo nói rằng Tuấn Anh nói với bố rằng hãy cho con cố gắng một lần nữa thôi, nếu một lần nữa còn chấn thương nữa thì con sẽ không thi đấu nữa. Không biết là Tuấn Anh thực sự nói như thế không, nhưng mà nếu là như thế thì mình nghe rất là đau lòng và buồn. Như các bạn đã biết thì Tuấn Anh là một cầu thủ mà nhiều người ví với phong cách chơi của Piccolo. Tuy nhiên mình thì mình biết được là Tuấn Anh rất thích Ronaldinho. Các bạn thấy Tuấn Anh cùng Quang Hải tập luyện di chuyển sau đó hít đất rất cụ thể đúng không ạ? Đấy, thì Tuấn Anh thích Ronaldinho và trước khi hồi còn nhỏ thì Tuấn Anh rất hay xem những clip của Ronaldinho thi đấu và rất nhiều những cái pha bóng mà Tuấn Anh thực hiện giống Ronaldinho, vê bóng rồi chuyền bóng hay sút bóng. Có một thời gian Tuấn Anh cũng buộc một cái nhịp ở trên đầu, người ta thấy Tuấn Anh giống Piccolo. Đấy, thực ra bản thân mình thì mình thấy là cái cách chơi của Tuấn Anh ấy nó gọi là gì, nó giống Luka Modric. Đấy là quan điểm của mình. Luka Modric các bạn, rất là nhẹ nhàng, rất là uyển chuyển và thích thì cũng có thể gọi là gồng lên để tranh cướp với đối phương. Như các bạn đã thấy là Tuấn Anh khiến cho Chanakit khó khăn, Chanakit trong Brazil của Thái Lan các bạn khó khăn như thế nào trong mỗi lần đối đầu, đặc biệt là hai trận đấu gần nhất tại World Cup 2022 trên sân Thammasat và trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đấy, thì mình nghĩ đấy là quan điểm của mình. Có thể các bạn đưa ra những quan điểm khác, bạn cùng comment xem các bạn thấy Tuấn Anh giống cầu thủ nào. Và thực chất là bây giờ mình cũng hy vọng rằng cái chấn thương của Tuấn Anh không quá nghiêm trọng. Thực ra thì từ nãy giờ quan sát thì Tuấn Anh có thể tâng bóng, có thể di chuyển như thế này thì cũng là một điều mà chúng ta vui rồi. Buồn nhất chính là cái việc mà hình ảnh một cầu thủ nào đó không thể di chuyển cơ.
gọi là phải đi tập tễnh hay là chống ngạnh hay một cái gì đó. Nhưng mà nhìn này thì các bạn thấy là Tuấn Anh đây, bạn thấy là vây bóng rất vẫn rất là uyển chuyển, vẫn chân vẫn ngoái cháo đều. Đó là một điều chúng ta rất là vui. Có một chi tiết đặc biệt của thầy Choi, đó chính là việc mà ông đã phát hiện ra cái cơ đùi sau của Quang Hải không được khỏe. Đây là một phát hiện cực kỳ quan trọng các bạn nhé. Trong bó cơ của con người, chúng ta đặc biệt là khu vực cơ đùi, cơ bắp thì có rất nhiều những cái loại cơ khác nhau. Thực tế thì mỗi lần mà bị chúng ta các cầu thủ ấy bị chấn thương dây chẳng ấy, thì thường thường người ta chỉ gọi là dùng một cái miếng nối. Như kiểu mình bị chấn thương dây chẳng thì mình sẽ có một cái sụn cá mập và nối hai cái phần bị đứt vào với nhau. Và bản chất của việc tập phục hồi là việc tập các cái cơ khác cho nó khỏe, chứ còn cái tổn thương liên quan đến cái dây chẳng đó nó thực sự rất là khó để có thể phục hồi 100%. Và cái nhiệm vụ của những người tập phục hồi ấy chính là tập làm sao để các bó cơ khác nó khỏe mạnh và nó hỗ trợ được cái đầu gối. Đấy là một việc vô cùng quan trọng. Và khi mà ông Choi Yo-jang, ông ấy phát hiện ra cái cơ đùi sau của Quang Hải đang gặp một vấn đề lớn khi mà nó hơi yếu, thì nó cũng đồng nghĩa việc là ông ấy sẽ hạn chế cái việc tập cường độ cao của Quang Hải để tránh cái việc nguy cơ gặp những chấn thương liên quan đến đầu gối. Đấy là một chi tiết vô cùng đặc biệt và không phải bác sĩ ở Việt Nam nào người ta cũng làm được, người ta phát hiện ra được. Và đấy chính là cái khác biệt lớn nhất của bác sĩ Choi so với rất nhiều những người đồng nghiệp tại Việt Nam. Và đó chính là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo cần ở chuyên gia Choi Yo-jang. Và như các bạn thấy thì ngoài cái việc đó thì chắc chắn là mình nghĩ rằng có lẽ Tuấn Anh cũng gặp một vấn đề nào đó tương tự theo kiểu như Quang Hải. Thầy Choi đã phát hiện ra và thầy Choi không cho Tuấn Anh tập giáo án cùng các cầu thủ chính đang tập nữa, mà tham gia một cái giáo án phục hồi khác nhau. Nếu như hai cầu thủ này, Tuấn Anh và Quang Hải tập cùng một giáo án thì đồng nghĩa với việc là hai cầu thủ này gặp những cái chấn thương nó na ná nhau. Mình không khẳng định các bạn nhé, thì đấy là mình dự đoán thôi, bởi vì thông tin lúc này thì các cầu thủ cũng như ban huấn luyện đều giữ kín. Và mình đoán thôi là không có quá nghiêm trọng trong cái chấn thương của Tuấn Anh. Và hy vọng là chúng ta sẽ nhận được thông tin tích cực và Tuấn Anh cũng vẫn có thể góp mặt trong trận đấu với U22. Bởi vì thực ra là Tuấn Anh hay là Quang Hải đương nhiên là rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Và nhiều người cho rằng hai cầu thủ này là những cái cầu thủ mà chiếm những cái thành phần đá chính trong máu đội tuyển và sẽ góp phần trong những cái chiến dịch quan trọng. Tuy nhiên với những cái lần thi đấu giao hữu như này, các cầu thủ này việc ra sân vẫn rất quan trọng. Để làm sao để mà vận hành được cái lối chơi, hỗ trợ được các đồng đội mới, hay là cũng chính bản thân mình cần phải rèn giũa và phải khiến cho các đối thủ giao hữu của mình phải cố gắng. Đặc biệt là các em U22 cần phải nhìn thấy Tuấn Anh, cần phải nhìn thấy Quang Hải để mà học tập nữa. Đó là một trong những cái điều mà cũng rất là quan trọng. Đó là câu chuyện của chấn thương, đó là câu chuyện của Tuấn Anh, Quang Hải. Và các bạn yên tâm đi, mình tin rằng với đội ngũ hiện tại của ban luyện đội tuyển Việt Nam, với thần ý Choi, với rất nhiều các cái giáo án nó hợp lý, thì mình tin là các cầu thủ sẽ... Tuy nhiên chấn thương chúng ta không mong muốn phải xảy ra với các cầu thủ, nhưng mà mình nghĩ rằng là sẽ có những cái phương án hợp lý làm sao mà các cầu thủ khỏe mạnh nhất sau cái đợt tập trung này. Sau đợt tập trung này thì các cầu thủ sẽ trở về câu lạc bộ và chuẩn bị cho V-League 2021. Đấy, chính vì thế mà mình nghĩ rằng các cầu thủ đây cũng chính là một cái lần tập luyện với cường độ cao để làm sao để sẵn sàng bước vào V-League. Rồi, đó là câu chuyện liên quan đến Tuấn Anh cũng như các cầu thủ khác đang gặp vấn đề liên quan khác nhau liên quan chấn thương. Chúng ta cùng quay lại với hình ảnh trong buổi tập ngày hôm nay của đội tuyển Việt Nam. Hôm nay đội tuyển Việt Nam mình vẫn thấy xếp những cái gôn nhỏ, tuy nhiên ở giữa sân có một cái khung thành rất là to. Mình đoán rằng là hôm nay chắc chắn sẽ là một cái trận chiến thuật rất là kỹ càng. Cái quãng thời gian được tác nghiệp trong cái buổi tập ngày hôm nay thực sự rất ngắn và cũng không có gì nhiều ngoài chi tiết Tuấn Anh và Quang Hải tập riêng cả. Đấy. Nhưng lúc này thì mình đang được đứng khá gần các cầu thủ và quan sát thì không khí của đội bóng lúc này rất là tuyệt vời. Sáng ngày hôm nay, ngày 17 tháng 12 thì các cầu thủ có quãng thời gian thảnh thơi một chút. Mình có anh bạn người đồng nghiệp người Nghệ An đã cà phê cà pháo với cả Quế Ngọc Hải cũng như là Sơn Mạnh, thì cũng thấy là các cầu thủ cũng rất là thoải mái thôi. Lần này tập trung thì thầy Park cũng chủ yếu là muốn rà soát lại và cũng muốn kiểm tra năng lực của các tân binh. Thì chính vì thế mà các cầu thủ mà gạo cội và cầu thủ quen thuộc như Xuân Mạnh hay là Quế Hồng Hải
thì cũng là những cái thành phần đã quá quen với sơ đồ chiến thuật rồi. Tập luyện thì vẫn phải tập trung, nhưng mà cái sức ép và cái sự áp lực về cái thích nghi chiến thuật nó không bị lớn như các cầu thủ tân binh. Ở đội bóng đội tuyển Việt Nam thì hiện tại có quá nhiều các cầu thủ tân binh cần phải thích nghi về mặt chiến thuật. Kể cả đấy Văn Quyết bây giờ cũng có thể gọi là cựu binh, nhưng với thầy Park mình nghĩ rằng đây là tân binh. Đấy, thầy Park đang nhìn thấy Văn Quyết có rất nhiều điểm sáng và gọi lên để làm sao thực sự có thể sử dụng được Văn Quyết trong cái sơ đồ chiến thuật ba hậu vệ, bốn tiền vệ và ba tiền đạo như này. Đây cũng là những hình ảnh cuối cùng mà mình muốn gửi đến các bạn trong cái video ngày hôm nay rồi. Các bạn hãy cùng thưởng thức một chút những hình ảnh liên quan đến Công Phượng và các cầu thủ khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên bấm chuông và bấm nút like, subscribe để nhận thông báo làm sao mà theo dõi được rất nhiều những video của kênh Tất Chân TV. Và cùng để lại dòng comment. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những chiếc video tiếp theo. Showtime!